trẻ sơ sinh bị rôm sảy tắm lá gì nhanh khỏi là thắc mắc của không ít bố mẹ hiện nay. Bởi nếu không chữa kịp thời và đúng cách, rôm sảy sẽ để lại sẹo, thậm chí gây viêm tắc lỗ chân lông, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. 20 loại lá cây sau đây sẽ giúp mẹ trị rôm sảy cho trẻ. Hiệu quả nhanh, giúp bé có làn da mịn màng, khỏe mạnh. 1. Lá ngũ trảo, ngũ trảo phong. Theo đông y, ngũ trảo có vị thơm, tính bình, vị đắng the, có tác dụng thanh nhiệt, giảm sốt, làm da mồ hôi, lưu thông huyết mạch và nhiều bệnh khác. Trong lá ngũ trảo chứa nhiều tinh dầu thiên nhiên như alkaloid, flavonoid, có tác dụng kháng viêm, giảm đau, kháng sinh trên các vi khuẩn. Tắm lá ngũ trảo giúp bảo vệ làn da bé khỏi viêm, ngứa, loại bỏ vi khuẩn trên da, điều trị rôm sảy hiệu quả. Cây ngũ trảo thường mọc hoang ở nhiều nơi hoặc được trồng trong vườn. Bố mẹ có thể tìm hái ở vườn quanh nhà hoặc mua ở các tiệm thuốc đông y hay chợ. Mẹ lấy lá ngũ trảo tươi, đem rửa sạch bụi bẩn, ngâm nước muối pha loãng để làm sạch và loại bỏ vi khuẩn trên lá. Sau đó nấu thành nước tắm để nguội rồi tắm cho bé. Mẹ có thể tắm cho bé bằng cách này mỗi ngày một lần. Trong 10 ngày thì làn da bé trở nên mịn màng và hết rôm sảy. Cây dền gai, nấu nước tắm trị rôm sảy hiệu quả. Theo y học cổ truyền, cây dền gai có vị ngọt nhạt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, đào thải độc tố, cầm máu, chữa mẩn ngứa. Theo y học hiện đại, trong dền gai có nhiều canxi, kẽm, phốt pho, kali, B6, cung cấp dinh dưỡng bổ ích cho cơ thể. Cây dền gai còn có tác dụng kháng khuẩn, trị viêm, trị mụn nhọt trên da. Tắm nước đun từ cây dền gai là cách bảo vệ làn da an toàn, làm da mịn màng, không bị ngứa, nứt nẻ. Cây dền gai là loại cây mọc hoang, dễ trồng, bố mẹ có thể tìm thấy trong vườn nhà hoặc mua ngoài chợ. Mẹ lấy thân cây dền gai tươi, đem rửa với nước, ngâm qua nước muối pha loãng. Sau đó, mẹ đun thành nước tắm để nguội và tắm cho bé. Mỗi ngày, mẹ nên tắm cho bé một lần, sẽ giúp làm lành da, trị mẩn ngứa, rôm sảy rất tốt. 3. Cây sài đất, lá tắm dễ tìm. Sài đất có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu độc, cầm ho, cầm máu, chữa viêm tấy ngoài da, mụn nhọt, rôm sảy. Các nghiên cứu y dược hiện đại cho thấy, trong thành phần cây sài đất có nhiều tinh dầu và muối vô cơ, có tác dụng giảm đau, kháng sinh tốt, không chứa độc tính. Cây sài đất thường mọc ở những nơi ẩm mát, mẹ có thể tìm thấy ở góc vườn hay những chỗ đất tốt. Dùng sài đất tươi tốt hơn dùng khô, nên mẹ hãy chọn mua khi cây còn tươi, không bị héo. Để trị rôm sảy cho trẻ sơ sinh, mẹ hãy lấy thân cây sài đất tươi, đem rửa sạch và ngâm qua nước muối pha loãng. Tiếp đó, mẹ vò nát sài đất bằng tay, pha với nước ấm, làm nước tắm cho bé. Trước khi tắm, mẹ hãy gặn, lấy phần nước trong và bỏ phần cặn bã. Mỗi ngày, mẹ hãy tắm cho bé một lần để điều trị rôm sảy hiệu quả. 4. Trẻ sơ sinh bị rôm sảy tắm lá gì? Hãy dùng cỏ mần trầu. Cỏ mần trầu hay cỏ chỉ tía, cỏ vườn trầu, ngưu cân thảo. Theo y học cổ truyền, cỏ mần trầu có vị ngọt, tính bình, là thảo dược giúp hạ nhiệt, tiêu trừ phong thấp, làm da mồ hôi, cầm máu. Trong thân cây có dẫn chất của beta-sitosterol và palmitoin. Trong cành và lá tươi có flavonoid. Dùng cỏ mần trầu để tắm sẽ làm giảm tình trạng rôm sảy hiệu quả. Cỏ mần trầu mọc quanh năm ở nhiều khu đất trống, mẹ có thể tìm thấy dễ dàng. Cách dùng cỏ mần trầu trị rôm sảy cho bé: lấy một nắm mần trầu, rửa sạch, đun thành nước tắm để nguội và tắm cho bé. 5. Dây và lá khổ qua rừng. Trong khổ qua rừng có hàm lượng protein và vitamin C, B1 cao, có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh.
dùng dây và lá khổ qua rừng nấu nước tắm sẽ giúp làm mát da, ngăn ngừa rôm sảy lan rộng, giảm tình trạng rôm sảy trên da bé. Mẹ có thể tìm mua dây và lá khổ qua rừng ở chợ hoặc trong vườn rau quả. Mẹ lấy dây và lá còn tươi, đem rửa sạch và ngâm nước muối để loại bỏ các lông tơ gây ngứa trên da, rồi đun nước tắm. Để nước nguội, rồi tắm cho bé. Sau khi tắm bằng nước khổ qua, mẹ nên tráng lại người bé bằng nước ấm để không đọng bọt lá trên da, tránh nhiễm khuẩn. 6. Lá kinh giới. Lá kinh giới có vị cay và ấm, mùi thơm dễ chịu. Trong lá có chứa đến 1,8% tinh dầu các chất kháng sinh tự nhiên và nhiều chất có tác dụng chữa bệnh. Lá kinh giới có tác dụng kháng vi khuẩn, làm sạch da, phòng ngừa rôm sảy, mẩn ngứa, mụn nhọt, cầm máu, tiêu độc hiệu quả. Cây kinh giới rất phổ biến và dễ tìm thấy ở trong vườn hay tại các cửa hàng thực phẩm. Mẹ lấy lá kinh giới tươi, giã nát lấy nước, pha vào nước ấm tắm cho bé ngày một lần, sẽ có công dụng trị rôm sảy rất tốt. 7. Cây nhọ nồi. Cây nhọ nồi hay còn gọi là cỏ mực, hàn liên thảo, là một loại thảo dược chữa bệnh rất phổ biến. Trong cây nhọ nồi có chứa nhiều amin, nguồn gốc tự nhiên như ecliptin, nicotine, có coumarin nactone, tinh dầu, chất đắng. Cây nhọ nồi có tính lạnh, không độc, được dùng để cầm máu, tiêu viêm, diệt khuẩn, tăng cường miễn dịch và chữa nhiều bệnh khác. Cây mọc hoang ở nhiều nơi, dễ dàng tìm thấy và sử dụng. Khi trẻ sơ sinh bị rôm sảy, mẹ lấy thân nhọ nồi tươi, rửa sạch rồi đun thành nước tắm. Mẹ nên tắm cho bé một lần một ngày bằng nước nhọ nồi. 8. Tinh dầu tràm trà. Trong tinh dầu tràm trà có chứa nhiều chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp ngăn ngừa và giết hại các vi khuẩn gây bệnh. Tinh dầu tràm trà còn giúp vết thương nhanh lành, giúp cơ thể đổ mồ hôi, làm sạch lỗ chân lông, làm tăng tốc độ phát triển của tế bào mới. Mẹ lấy một giọt nhỏ tinh dầu tràm trà, một giọt nước cốt chanh, 1/3 thìa nhỏ muối Lapica, trộn đều với nhau rồi hòa tan với 5 lít nước. Sau khi tắm cho bé bằng sữa tắm, mẹ hãy để bé ngâm mình trong nước tinh dầu khoảng 2-3 phút. 9. Mướp đắng, khổ qua. Mướp đắng tính mát, có chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin C, protein, lipid, canxi. Mướp đắng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc rất tốt, ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn, hạn chế các bệnh về da rất hiệu quả. Mẹ dùng 2 quả mướp đắng tươi, đun hoặc xay ra lấy nước, pha thành nước tắm cho bé. Mỗi ngày tắm cho trẻ một lần bằng nước mướp đắng sẽ giảm chứng rôm sảy hiệu quả. 10. Trẻ sơ sinh bị rôm sảy tắm lá gì? Hãy dùng lá dâu tằm. Lá dâu tằm rất giàu các axit hữu cơ, protein, các vitamin C, B, D và các chất có lợi cho sức khỏe. Tinh dầu trong lá dâu tằm có tác dụng sát khuẩn, kháng viêm, loại bỏ vi khuẩn trên da. Tắm lá dâu tằm sẽ làm mát và làm sạch da, ngăn ngừa và điều trị rôm sảy, mụn nhọt hiệu quả. Mẹ lấy lá dâu tằm tươi, rửa sạch và đun nước tắm cho bé. 2-3 lần một tuần sẽ có tác dụng trị rôm sảy hiệu quả. 11. Trẻ sơ sinh nên tắm nước gừng tươi trị rôm sảy. Gừng có vị cay, tính ấm, giàu chất oxy hóa, giúp ức chế các chất gây viêm nên giúp chữa rôm sảy rất tốt. Mẹ hãy giã nhỏ gừng rồi cho vào đun nước sôi khoảng 2 lít để nguội và tắm cho trẻ vào buổi sáng. Mỗi ngày tắm một lần, sau 3-4 ngày, nốt rôm sảy sẽ giảm dần. 12. Nước cốt chanh. Trong nước cốt chanh giàu vitamin C, vitamin B6 và hàm lượng axit lớn, giúp diệt khuẩn, tẩy tế bào chết, xử lý mùi hôi và các hoạt chất béo có trong mồ hôi. Nhờ đó, nước chanh sẽ giúp đánh bay rôm sảy an toàn. Sau khi đã chuẩn bị nước tắm cho bé, mẹ vắt thêm 1/2 quả chanh tươi vào chậu nước tắm và tắm nhẹ nhàng cho bé bằng khăn mềm. 13. Trẻ sơ sinh bị rôm sảy tắm lá gì? Lá khế quen thuộc. Lá khế có chứa tinh chất thanh nhiệt và các chất kháng khuẩn giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài.
Mẹ chỉ cần lấy một nắm lá khế tươi, bỏ phần gân xương thừa, rửa sạch và nấu nước tắm cho bé một lần một ngày, sau 3 đến 4 ngày là sẽ thấy hiệu quả. 14. Lá tía tô sát khuẩn trên vùng da bị rôm. Lá tía tô có vị cay nhẹ, thành phần có nhiều tinh dầu, chứa perylandehyd, nimonen, A, pinen và dihydrocumin. Lá tía tô có công dụng sát khuẩn, trị cảm cúm, nhức mỏi, ho suyễn bằng cách giúp cơ thể thoát ra mồ hôi. Lá tía tô còn giải nhiệt, làm massage, giảm ngứa ngáy mẩn đỏ. Đây là loại thảo dược rất phổ biến, mẹ có thể hái ở vườn hoặc mua ngoài cửa hàng thực phẩm. Mẹ lấy lá tía tô, vắt hoặc giã lấy nước, sau đó dùng tăm bông, chấm nước lên vùng da bị rôm, sau 10 đến 15 phút, lau lại người bé bằng nước ấm, hoặc mẹ cho lá tía tô vào chậu. Nước tắm của bé sau 2 đến 3 lần một tuần, trứng rôm sảy sẽ biến mất. 15. Lá mảnh bát, thảo dược nhiều công dụng. Mảnh bát hay còn gọi là hoa bát là một loại thảo dược có nhiều công dụng chữa bệnh. Trong lá mảnh bát có amylase, tinh dầu và các chất kháng khuẩn, có công dụng hạ nhiệt, chống ngứa, tiêu viêm. Cây mảnh bát thường mọc lẫn trong lùm bụi, nơi gần có nguồn nước nên rất dễ tìm thấy. Để trị rôm sảy trên da bé, mẹ lấy tầm một nắm lá, đun nước tắm, sau khoảng một tuần, da bé sẽ đỡ hẳn nốt rôm. 16. Rau sam, nước tắm hiệu quả. Rau sam có vị chua, tính mát, chứa nhiều vitamin B1, B2, vitamin C và các khoáng chất. Rau sam có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, giảm ngứa ngáy, không gây kích ứng da. Rau sam thường mọc trong vườn và những nơi đất ẩm, là loại thuốc nam quen thuộc ở nhiều nơi. Mẹ chỉ cần lấy một nắm rau sam tươi, giã nát vắt lấy nước, đem hòa thành nước tắm sẽ giúp trị rôm sảy hiệu quả. 17. Hạt cây thìa là và dầu dừa. Dầu dừa từ lâu đã được biết đến là dầu dưỡng, làm dịu, làm mát da. Kết hợp dầu dừa với hạt thìa là sẽ giúp làn da của bé hết bị mẩn ngứa, làm mát da, ngăn ngừa rôm sảy hiệu quả. Cách trị rôm sảy bằng dầu dừa khá đơn giản. Mẹ chỉ cần giã nát hạt thìa là rồi trộn đều với dầu dừa, thoa hỗn hợp lên vùng da bị rôm của bé. Sau khoảng 1 giờ, mẹ dùng nước ấm tắm cho bé, chỉ sau 2 đến 3 lần một tuần là những vết rôm sảy sẽ không còn xuất hiện. 18. Lá chè xanh, trẻ sơ sinh tắm trị rôm sảy. Trong chè xanh có chứa nhiều IgCG, có khả năng tiêu viêm, kháng vi khuẩn, vi trùng có hại, đặc biệt là khi kết hợp với natri clorua trong muối. Hỗn hợp chè xanh với muối sẽ loại bỏ được các vi khuẩn có trên bề mặt da của bé, tiêu độc, làm sạch da, ngăn ngừa rôm sảy hiệu quả. Mẹ chỉ cần lấy một nắm lá chè xanh, nấu nước tắm cho bé. Sau khi nước nguội bớt, mẹ cho thêm vài hạt muối và hòa tan. Thực hiện cách này khoảng 2-3 lần một tuần sẽ có hiệu quả trị rôm rất tốt. 19. Lá kim ngân, kháng sinh tự nhiên. Kim ngân hay còn gọi là nhẫn đông, là thảo dược có vị ngọt, tính hàn, không độc, có công dụng thanh nhiệt, giải độc, chữa sốt, lên đậu, lên sởi, mụn nhọt. Lá kim ngân có chứa kháng sinh tự nhiên, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn ngoài da, giảm ngứa, trị mụn nhọt, rất hiệu quả khi điều trị trứng rôm sảy ở trẻ nhỏ. Mẹ có thể tìm mua lá kim ngân ở các hiệu thuốc nam hay các cửa hàng dược liệu. Mẹ nên lấy cả lá, thân và hoa kim ngân, khoảng 150g, rồi đun lấy nước tắm cho trẻ. Mỗi ngày lau người từ 2-3 lần, sau 2-3 ngày, hiện tượng rôm sảy sẽ giảm dần. 20. Lá trầu không, lá nước tắm quen thuộc khi bị rôm sảy. Lá trầu không có vị cay nồng, tính ấm, có hàm lượng lớn vitamin và khoáng chất như vitamin C, canxi, niacin. Không những thế, trong lá trầu không còn có chabicol, có tính sát khuẩn, giảm ngứa, trị hăm, làm lạnh lỗ chân lông, giúp chữa trị các bệnh về da rất tốt. Cây trầu không rất phổ biến, mọc ở nhiều nơi nên mẹ có thể lấy lá dễ dàng
để làm nước tắm cho bé. Mẹ lấy 4 đến 5 lá tươi, rửa sạch, thái nhỏ. Tiếp đó, mẹ cho lá trầu không vào bát nước sôi, để 10 đến 15 phút. Để các chất trong lá ra hết, mẹ gạn lấy nước trong rồi hòa vào nước tắm của bé. Mẹ dùng nước lá trầu không tắm cho bé từ 2 đến 3 lần một tuần sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. 21. 9 lưu ý khi tắm lá cho bé. 1. Lựa chọn lá tắm đảm bảo an toàn, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu. Không tắm nước lá khi bé bị chảy da, mưng mủ, không dùng ở vùng gần hệ thần kinh, mạch máu. Trước khi dùng nước lá, mẹ lấy một ít nước bôi lên cổ tay bé, để khoảng 30 phút xem có biểu hiện dị ứng hay không rồi mới dùng. Rửa sạch lá, cây bằng nước sạch, sau đó ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 15 đến 20 phút để sạch bụi bẩn, vi khuẩn, lông tơ của lá. Sau khi tắm xong, mẹ nên tắm lại cho bé một lượt nữa bằng nước ấm để loại bỏ lượng bột của lá đọng trên da bé. Không cho quá nhiều muối hay nước chanh vì nó có thể làm sót và gây kích ứng da. Không để nước quá nóng hoặc quá nguội. Không dùng nước quá đặc, nên pha trước khi tắm cho bé. Sau khi tắm, lau khô người cho con, mẹ thoa một lớp kem dưỡng da để dưỡng da cho con. 20 loại lá trên đây đã giúp mẹ trả lời câu hỏi trẻ sơ sinh bị rôm sảy tắm lá gì. Khi thấy những dấu hiệu bị rôm sảy xuất hiện, mẹ hãy áp dụng một trong những cách trên đây để phòng ngừa và chữa trị, giúp bé mau khỏi. Chúc các mẹ thành công!